Mệnh của Ác Tử. Tập 7. Chúng tôi chỉ đuổi theo những con mồi có giá trị và những con người ích kỷ tuyệt đối. Dạ thú không phải là duy nhất là tìm kiếm lợi thế và tránh bất lợi sao? Bây giờ muốn xây dựng lại tổ chức thợ săn của riêng mình, thì theo một cách nào đó thì mình đã trở thành kế tục của hiệp hội Trần Lý. Có vẻ như là nhóm của những kẻ liều lĩnh và kiêu ngạo này không biết chủ hiệu sách mạnh mẽ thế nào. Trong khi ông chủ hiệu sách có vẻ tự nguyện đi săn, thì sau đó mình đã đẩy họ vào trong bóng tối là được. Theo đuổi lợi ích và tránh thiệt hại, vậy ai là người bị hại? Bây giờ đột nhiên nói ra những lời như vậy, có lẽ thiệt hại là hắn ta đang nói và nhắc tới không phải là mèo Wellery đi mà là một thứ khác. Là vì không phải là chủ hiệu sách, cho nên chỉ có thể là hiệp hội Trần Lý, lẽ nào hắn ta đã nhận ra được điều gì? Nhưng mà chẳng có lý nào là như vậy, thái độ của hắn ta đã thay đổi hoàn toàn sau một lần tới hiệu sách. Để đặt hiệu sách ư? Lẽ nào là Ackerman đã biết gì về chủ hiệu sách ư? Nếu là như vậy, thì thực sự có khả năng là vì lời nói xúi dục trong một khoảng thời gian ngắn. Chủ hiệu sách không còn phải mượn sức mà chỉ còn trong ngoài. Chết tiệt, hiện tại trong lòng tràn ngập nghi ngờ. Nhưng mà mình lại không thể tiếp tục ra hỏi. Nếu như ngài đã khăng khăng như thế thì ta cũng không nhiều chuyện mà thuyết phục ngài nữa. Mà khách thì tin tức việc ngài nhận tiền thưởng thì đã được công khai vì nó được sử dụng là bằng chứng để đánh giá. Điều này có nghĩa là tin tức và ngài sẽ từ bỏ nhiệm vụ bây giờ cũng sẽ được công khai. Ngài có ý kiến gì không? Hắn ta đây là muốn dùng danh tiếng để uy hiếp mình sao? Tất nhiên là không có ý kiến rồi. Má thấy vì dụ dỗ thì không thành lập tức bắt lấy chủ hiểm mà hăm dọa. Sự quyết đoán này quả nhiên là phải là phó hội trưởng hiệp hội Trần Lý. Trước đây mình đã nghe nói rằng khi hắn còn trẻ thì hắn ta quả thực là ngoại đạo thực lực sự trong hiệp hội Trần Lý, là một tay trời có sở thích săn lùng sắc dục của những hoa công tử. Sự việc nói dành nhất là phải lòng một tinh linh đại hiền giả của gia tộc Iris và cuối cùng bị cự tuyệt chẳng tới đi đến đâu. Mình nghĩ hắn ta là một thằng ngốc hào hoa, nhưng ngồi muốn không ngờ tới hắn lại là một đại nhân vật có thủ đoạn như vậy. Chẳng qua chỉ là quỷ kết là đối nhân vật thôi, sẽ luôn luôn sẽ có một số sai lầm được coi là hiển nhiên. Hắn nghĩ rằng có thể sử dụng danh tiếng như là một mối đe dọa đã áp chế để ta sao? Như mọi người đã biết, đối với một vài nhóm của thợ săn tiên xấu còn tốt hơn nhiều so với không có tiếng tầm. Khi mình còn là một thợ săn cấp độ hoảng loạn trước đây, thì mình đã không biết hiện tại, nếu như muốn tập hợp tất cả thợ săn lại, thì mình tìm cách truyền bá bản thân. Vậy thì tôi xin phép về trước, ngài muốn làm gì thì làm. Kể các đờm thi sự sống, lúc trước, ta thực sự là đánh giá thấp hắn. Đối với cách hành xử tác phong của hắn thì ta thực sự hiểu sâu khi trò chuyện thực tế. Nhiều người đã nói rằng, hắn ta giống như là người ruộng chuồng suốt đêm chờ đợi bình minh trên tháp đồng hồ và hắn có đủ kiên nhẫn khi đối mặt với con mồi. Trên thực tế thì đó chính xác là những gì hắn vừa làm, đã làm vừa rồi. Tuy nhiên, là một thợ săn hủy diệt đơn thuần là dám bắt hội Trần Lý làm con mồi, thực sự là làm càn. Tuy nhiên nếu những người chủ hiệu sách bí ẩn đứng sau tất cả những chuyện này, thì anh ta thực sự là thân thiện và mũ quán giúp người khác để đề cập trong tài liệu. Anh ta nên trực tiếp giúp Ackerman hoàn thành nhiệm vụ. Thay vì hiện tại như vậy thì chẳng những không giúp được gì cho hắn, lâm thậm chí còn khiến cho hắn mất đi thành danh của chính mình. Kết quả này thì căn cứ vào thực lực của chủ hiệu sách thì nhất định có thể đoán được. Điều này không khỏi khiến cho người ta tự hỏi liệu lập trường của chủ hiệu sách có thiên vị leader hay không? Không, bây giờ không phải là lúc để do dự, mà chúng ta phải lấy tất cả thông tin về người này càng sớm càng tốt. À xin chào, đây là bộ phận tin báo, tháp lưỡi nghi là bí mật. Giọng nói này không phải là do sợ, đúng vậy. Đó là đệ tử yêu quý của ông ấy, hình như tên là Cầu Lâu Đi. Đó là phó hội trưởng Eric, là hiệp hội Trần Lý. Xin hỏi ngài yêu cầu gì sao? Do sợ ở đâu? Lão sự suy nghĩ về rồi,
Tôi tạm thời tiếp quản công việc của ngài ấy. Số 0113, thì số này đã cung cấp đầy đủ hồ sơ từ trước đến nay cho cậu chưa? À, trùng hợp tôi đấy, hồ sơ vừa được cập nhật. Nhưng mà ngài biết đấy, thông tin càng mới thì càng có giá trị. À không được, mình vẫn không tin làm bắt cái chuyện kiếm tiền về mặt không đủ ý sắc như là lão sư được. Có phải vì mình đã không vẫn còn lương tâm và mình vẫn cảm thấy tội lỗi khi làm điều này? Bao nhiêu? À, ngài đã bị lão sư của mình lừa bao nhiêu lần rồi? Đến mức mà ngài ấy đã quá quen với nó đến mức thậm chí là không trả giá. À đây đã. Ừ? Có thử. Lão đồng tài số 0113 đem hồ sơ chuyển cấp bậc phòng ấn bàn giá đó vô hiệu và không bán ra nữa. Thật là cần thi có lỗi. Ngài nết, hồ sơ này không phải được bán. Cái gì? Tôi không nghe lầm đấy chứ. Cậu đang đùa tôi đi ư? Thái bí ẩn và hiệu hội Trần Lý đã hợp tác trong nhiều năm như vậy, hàng năm với sự thay đổi và cập nhật danh sách cấp bậc. Ngay cả khi thông tin có được không ghi ra thì họ vẫn có thể cung cấp cho chúng ta xem. Thậm chí lần này vì lo sợ phiền phức nên mình cứ ra dáng một con cờ béo. Bởi chẳng buồn tính toán ai cần cờ kè mặt gì cả. Mà Tháp Bí ẩn hoàn toàn lại không có lý do gì đã cự tuyệt giao dịch này. Nhưng sự thật là tôi đã bị từ chối. Thậm chí còn một bồi hờn là các bà gì trước. Cái tên khốn lầu đi đó vẫn còn mặc cả với cái dòng điệu giống như là lão lù mạnh dò xì. Nói cách khác thì ổ sợ này bà gì trước vẫn là có thờ bán, bà gì sầu liên không thờ bán. Trên đời này có đạo lý như vậy sao? Nhất định là phải có ai đó can thiệp vào trong khoảng thời gian 3 giây này thì mới làm cái tên nhảy rành đó thay đổi ý. Hiển nhiên người có thở tại thời điểm hiện tại trực tiếp ra lệnh cho lầu đi tuân theo mà không chút do dự, thì chỉ có cái tên khốn suy nghĩ về nhà lại còn giá mặt dậy nhà đệ tử tạm thời đảm đương nhiệm vụ Aram Yoshi. Hãy để Yoshi nói chuyện với tôi. Thật sự xin lỗi, hiện tại lão sư có việc gấp còn xử lý, tôi e rằng là lão sư không thể nói chuyện với ngài. Nếu như ngài có bất kỳ một thắc mắc nào thì ngài có thể trực tiếp nói với tôi. Tôi sẽ cố gắng hết sức để giải đáp, đưa ra lời giải thích hợp lý. Như vậy lâu đi, cậu có thể giải thích cho tôi một chút. Hồ sơ này là lý do gì mà không thể bán? Là như thế này, vừa rồi sơ suất của tôi. Số 0113, thì đồ đảm bảo mật của hồ sơ này đã chuyển từ cấp bậc tuyệt mật sang phong ấn. Ở cấp bậc này thì ngay cả quyền hàng đặc thù ưu đãi của ngài, ngài cũng không thể xem được. Nếu như tôi bán cho ngài về chẳng phát nào, là tôi đang làm trái với quy định sẽ bị trừng phạt nghiêm trọng. Tôi chỉ tạm thời tiếp quản công việc của lão sư để duy trì hoạt động bình thường của bộ phận tình báo. Tôi vẫn chưa quen với việc vấn đề này. Tôi thực sự là xin lỗi vì đã xảy ra một chút sai lầm như vậy. May mắn thầy, sai lầm này đã được phát hiện trước khi giao dịch, nên cũng không thể để lại hậu quả cộc tục lắm. Còn những thứ khác thì tôi thực sự không rõ lắm. Ngài thực sự cần có thể đợi lão sư xử lý xong việc trở về, sau đó thì tự mình trực tiếp nói với ngài ấy, hoặc là ngài cũng có thể trực tiếp phản ánh với trưởng lão. Chết tiệt. Tuy rằng thái độ của đối phương rất tốt, nhưng mà nó không có làm tôi bất giận chút nào. Lần trước tôi tức giận như vậy, cảm giác như thế là tôi đang bị cậu ta chơi vậy. Hiện tại vấn đề lớn nhất chính là hồ sơ này, vì cái gì mà đột nhiên thay đổi cấp độ bảo mật. Phải bình tĩnh, mình phải luôn lạnh lùng và luôn ứng phó một cách nhã nhặn chứ. Nửa tháng, bất quá thì trong dạng thời gian nửa tháng, vì cái gì mà mức độ bảo mật lại tăng lên? Dù sao đây cũng là vẫn là một hồ sơ có phải không? Đối tượng vẫn là hiệu sách đó, hơn nữa thì vẫn đang điều tra thiện ác và mục đích của hiệu sách đó. Cậu có lý do gì mà trực tiếp từ chối cung cấp tin tức cho Hiệp hội Trần Lý chưa hả? Hay là nói cậu bị chủ hiệu sách mơ hoặc rồi? Xin lỗi. Ủi? Kiệt quá gì vậy? Không phải chỉ là một hồ sơ thôi sao? Ý của tôi là tôi cần giải thích cho ngài. Sau khi điều tra kỳ lưỡng thì bổ sung chi tiết hồ sơ số 0113 đã được tách ra thành hồ sơ số 0114. Hiện tại số 0113 là hồ sơ khu vực gốc, còn 0114 là hồ sơ nhân vật, cả hai đều là cấp độ lưu trữ. Đối với câu hỏi khác của ngài thì các trường lão đã phái ra cái chuyên gia đánh giá chuyên nghiệp và kết quả sẽ đưa ra phù hợp với phán đoán của giám sát lão sư. Mà thái độ của chủ hiệu sách xác thực là thân thiện và không có mục đích rõ ràng.
Nhưng mà điều đó không có nghĩa là không có mục đích. Tuy nhiên đánh giá từ tình huống đã biết thì không có định hướng xấu, vì vậy không cần phải tham chiến. Tất cả đều là thông tin khác chứ không phải là nội dung ở trong chính file. Nó cười quá. Hiện tại đánh giá từ tình huống đã biết là không có định hướng xấu khi xác nhận là sau đó không phát triển nhiều. Nếu như có sự bất cẩn của các cậu mà dân chúng là kiềm chịu nguy hại thì các người đã nghĩ tới hậu quả chưa? Các người có đang cố thái độ trách nhiệm đối với sự an toàn cá nhân của dân chúng không? Nếu đây là thái độ của tháp bí mật, vậy thì tôi rất thất vọng. Đề xuất trước đây của cậu xác thực là không tồi. Tôi nghĩ là sau một thời gian tôi sẽ cần trò chuyện vui vẻ với các trưởng lão của các cậu. Về những lời nói hôm nay tôi sẽ tường thuật lại một cách trung thực. Thật tuyệt khi ngài có thể hiểu. Tôi hy vọng ngài có một cuộc trò chuyện vui vẻ với các trưởng lão. Thằng nhóc này cứ có cảm giác nó đang móc mía mà nãy gì. Tôi rất nghi ngờ điều đó nhưng mà tôi lại không có chứng cứ. Ngài có còn cơ hội nào nữa không? Chật, xin chút nữa thì là bị cậu ta lừa rồi. Những điều này vẫn còn chưa đủ, tại sao đột nhiên là tăng cấp độ bảo mật lên? Cậu vẫn còn chưa nói. Vấn đề này thực sự nằm ngoài kiểm soát của tôi. Tôi cũng không biết gì cả và tôi cũng không được tư cách để thay đổi mật độ bảo mật. Ngài không phải là quyết định muốn cùng các trưởng lão hàng huyền sao? Tôi nghĩ điều này sẽ hiệu quả hơn là nói chuyện điện thoại với tôi ở đây. Ngài nói có phải không? Ai tôi không biết có chuyện gì vậy. Tôi có làm cái gì đâu. Đáng ghét mà hai thầy trò này thế mà lại đun đẩy trách nhiệm cho nhau đến mức giống nhau như thế. Đúng là sáu quy tương thông. Được rồi, tôi sẽ tự mình đi tra hiệu sách đó. Tôi là tục quá, chúc ngài hành động thuận lợi. Tôi nghe nói rằng chiều hiệu sách không chỉ thân thiện mà còn sẵn sàng giúp giải quyết vấn đề. Tôi hy vọng ngài có một chuyến thăm vui vẻ. Tự mình đi. Thôi không nói mấy câu ngớ ngọn nữa. Sử dụng sự hiếu kỳ của các học giả của phái tri thức để điều tra là hợp lý. Mình sẽ cử họ đi. Khu vực nhà máy quy hội còn đi máy sản xuất, móc tái sinh nạc kim. Dự án tượng đất này sẽ kéo dài bao lâu? Cường độ của thí nghiệm này càng ngày càng nặng. Mỗi ngày từ sáng đến tối đều thu thập số liệu. Cấp trên không có kế hoạch, phân bổ kinh phí và thí nghiệm cũng không có tiến triển gì nhiều. Vì quy định bảo mật thì tôi cũng chỉ có thể sống ở trong phòng thí nghiệm. Tôi gần như là nghẹt thở mất. Đâu rồi, đừng có phàn nàn nữa. Có thể làm nghiên cứu chi hội trần lý đã là may mắn rồi. Nè, không đùa đâu. Tôi từ sự chịu đựng đủ thứ phế phẩm rồi. Tổng cộng có 3.050 vật thể thử nghiệm. Người nhân tạo được đánh số là thất bại. Nếu như cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì các nhà nghiên cứu ở đây cũng sẽ phát điên. Không có tiến triển gì sao? Tất cả dữ liệu và mối quan hệ Ether mà tôi đã biên soạn thì không phải đều đạt tới 200% sao? Đây là một đề tài thực nghiệm duy nhất đã đưa tới kết quả. Chính là nó. Cơ thể thử nghiệm tốt nhất cho đến nay dự kiến sẽ tối đa mức là 200 Ether. Nhưng mà đáng tiếc là cái giá của khả năng kết hợp giúp đá phù thủy trong nồng độ máu và thịt cô ấy. Dẫn đến tuổi thọ của cô ấy chỉ còn khoảng 1 năm. 1 năm? Vậy sau 1 năm thì thế nào? Sức mạnh của đá phù thủy sẽ dần dần không thể chuyển hóa được, dẫn đến tiềm lực Ether trong cơ thể của cô ấy càng cao. Cuối cùng không thể kiểm soát được dòng Ether cháy vào sản phẩm thử nghiệm và phồng lên như là một quả bóng bay. Cuối cùng là bùm, phòng thí nghiệm tại thời điểm đó cũng sẽ nổ tung. Chúng ta sẽ không cần phải làm thêm giờ như thế này nữa. Điều đó thật là tuyệt vời. Quỷ, nhưng mà điều đó thực sự quá nguy hiểm. Hãy vui lên đi, mọi người. Đây là vì nghiên cứu duy nhất của Nạc Kỳ mà mọi người có thể nhìn thấy mặt trăng vào những ngày mưa. Thế như cách nói trên thì điều này có thể làm chúng ta vui vẻ khi làm thêm giờ, nâng cao hiệu quả tiến độ nghiên cứu. Mò kiếp, tôi không phải là tín đồ của giáo hội ấy. Tại sao tôi phải vui khi ngắm trăng chứ? Thà rằng được nhìn thấy luôn hàng tháng tôi còn vui hơn. Ai cứ mò đi. Nhà Ares không có nhiều tiền như vậy đâu. Nhưng mà là từ đó lại có thể tán tình được phu nhân giàu có. Tất cả người có trì chủ đâu sẽ ở chỗ này sao? Đúng như vậy tiểu thư.
Để đánh chiếm Sào Huyệt Sọ Trắng ở đường số 52, thì chúng tôi đã tập trung mọi lực lượng chiến đấu ở dưới trướng mình. Tôi cảm nhận được đây là căn cứ cuối cùng của Sọ Trắng ra bên ngoài ấp trứng. Đánh chiếm ở đây cũng có nghĩa là chúng ta phải bắt đầu trận chiến quyết định cuối cùng của Sọ Trắng. Có lẽ đây là dấu chấm hết cho sự cố gây ra bởi trứng của chiếc gương ma thuật. Và đó cũng là dấu chấm hết cho sự trả thù của tôi. Cho dù là một tổ chức thợ săn mạnh tới đâu, thì nó không thể nào được các tổ chức khác công nhận, cũng không có cách nào để nhanh chóng có được chỗ đứng. Cuối cùng thì chúng ta cũng sẽ chờ đợi được đến lúc tri chủ và Sọ Trắng đấu lại lần nhau. Nợ kim không cần phải hại tổ chức thợ săn này. Muốn vậy thì chúng ta phải quét sạch hoàn toàn bầy Sọ Trắng, rồi tiếp tục quản mọi thứ từ tay chúng. Trong số đó thì điều quan trọng nhất là cách đây vài năm đã băng danh của Sọ Trắng. Phương thức điều chế của chị Hiết không định chị Lan. Đúng vậy, đây chính là càng cờ quan trọng nhất để Sọ Trắng có được chỗ đứng vững chắc ở nạc kiềm trong nhiều năm. Mà dù bây giờ tôi đã tiếp 3 lên làm thủ lĩnh thứ 3, nhưng mà sau tất cả tôi vẫn là một tầng bình. Có thực sự ổn không khi mà cho tôi quyền tiếp xúc với những bí mật hàng đầu của tổ chức sớm như vậy? Không quan trọng, sớm muộn gì cũng biết thôi. Hơn nữa thì đây là Harris tự mình hạ lệnh, xem cậu ấy rất có trọng cô. Biết đâu không lâu sau thì vị thủ lĩnh thứ 2 của tôi sẽ bị tước bỏ. Bình tĩnh đi, mà dù Harris trọng hung dữ nhưng mà cậu ta không phải là người xấu. Dù sao thì tôi cũng đã làm việc với cậu ấy trong nhiều năm, nên tôi hiểu rất rõ về cậu ta. Tạp cờ thủ lĩnh thứ 2 của tổ chức Sọ Trắng, tôi tin rằng sau này hai người sẽ sống hòa hợp thôi. Harris, cậu vẫn đang nghiên cứu kế hoạch cải tiến phương thức điều chế máu ô ớ có phải không? Tôi phải làm phần phó theo cậu để đưa quý tiểu thư tới đây. Người cũng không cần thiết phải sốt ruột. Để duy trì lý trí và mẫu ổ ế thì không phải là việc có nghiên cứu dễ dàng như vậy. Vất vả cho cậu rồi Tạp Cờ. Chính là cô ấy sao? Đại tiểu thư đang nổi tiếng gần đây, con gái duy nhất của quý bác nóng. Thủ lĩnh thứ nhất của tổ chức Sọ Trắng, Harris. Anh mất thật là đáng sợ. Giống y như là con sói đang nhìn chằm chằm vào con mồi của nó. Ngài ấy thực sự là thủ lĩnh của tổ chức thợ săn lớn nhất của Đạt Kim. Quả thật là danh bất hư truyền. Tuy rằng còn trẻ, nhưng mà có thể thấy tổ chức thợ săn của cậu khá tốt. Bắt đầu từ hôm nay, cậu sắp làm một chủ của một phần lỡ của tổ chức lớn này. Và cậu phải có ý thức. Tôi tin rằng cậu biết lý do tại sao tôi gọi cậu tới đây. Tôi cũng sẽ cung cấp cho cậu một phần phương thức ban đầu của Sọ Trắng. Và cậu có thể sử dụng nó để phát triển mình dưới trướng của mình. Máu của một thú có độc tính rất mạnh. Nếu như không có phương thức phù hợp thì máu này đều có độc. Vì vậy, mỗi phương thức ban đầu đều vô cùng quý giá. Chỉ bằng cách này thì nắm vững một phương thức hoàn chỉnh, thợ săn mới có thể sản sinh liên tục. Những sức mạnh này được truyền lại thông qua các cuộc chiến trường kỳ của những người thợ săn Việt cổ. Mà dù tương đối thô bạo, tác dụng phụ nhanh, thì bất quá lần tiêm đầu tiên xác suất không thể sống sót là rất cao. Nhưng mà sức mạnh thì có thể được cải thiện hơn nhiều so với công thức thử nghiệm do dược tề sự điều chế. Vì sống phát triển của tổ chức Sọ Trắng, cậu phải tận dụng tốt sức mạnh không ổn định này. Nền tảng của mọi tổ chức tòa sàng là phương thức mẫu ổ ế và nó sở hữu. Nếu như mà trì chủ nắm được phương thức điều chế của không định gì là, thì ngay cả khi tôi nói kỹ thuật chính mình thì mới là Sọ Trắng chính thống, thì mọi người cũng không có ý kiến gì. Hơn nữa, tôi cũng không còn thông tin tình báo của Sọ Trắng để chế đầu nguồn thông tin của chính mình. Hãy để cho linh hồn Rian trong tay tôi có chỗ để phát huy đi. Tôi sẽ nắm giữ và sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn cho trì chủ. Tin được rồi. Mặc, cậu hãy đi tra xét sật tận sâu ở trong thành trì, cuối cùng Sọ Trắng để tìm ra phương thức ban đầu. Vâng, tiểu thư. Khay, mình lên tất cả người trì chủ tấn công giết chết tất cả thợ săn của thợ Sọ Trắng. Cậu và tôi cùng nhau hành động, tìm Harris và hoàn thành trận báo thù này. Tuân lệnh tiểu thư. Kế hoạch đang diễn ra rất suôn sẻ. Nhìn quá đẹp làm sao. Không còn bao lâu nữa ngài ấy sẽ tới. Ngài Harris,
Theo như phong pháp của Ngài thì chúng tôi tiêm quá liều máu ô uế vào tất cả nhân viên. Tôi tin rằng hầu hết mọi người sẽ sớm mất trí và trở thành những con quái vật chỉ biết chiến đấu. Cô đang làm rất tốt, thì ra sai. Nhiều lần tiêm quá liều máu ô uế, họ sẽ phải sử dụng phương pháp thu được từ hắc dụ sư và giáo pháp đó để cưỡng ép bản thân duy trì sự tỉnh táo. Theo một nghĩa nào đó thì cũng không còn con người ở đây nữa. Tớ đàn này giống y như là một đống lửa trại khổng lồ, đổ nhiên liệu vào đốt cháy hùng hực cho đến khi cung cấp đủ năng lượng cho việc áp trứng của gương ma thuật. Tôi cảm nhận được rồi. Điều này đã xuất phát từ dao động ở thờ hình vong của hắn lan rộng ra bên ngoài tới vòng tròn, khiến cho toàn bộ không gian rung rẩy, tựa như là nhịp tim. Ôi chúa của tôi, sự cứu rỗi của tôi, ánh sáng duy nhất của tôi. Tôi sẽ bảo hộ ngài xuống. Nhưng ngài chạy trốn khắp nơi như những con chuột cống thực sự, cũng sắp kết thúc rồi. Mọi chuyện đúng như là người thần bí có đôi mắt rắn mà nói, thì những nhiên liệu của hát vụ sư này quả thực là sử dụng rất tốt. Nhưng có loại cửa tốt này mà tốc độ ấp nở nhanh hơn ít nhất là gấp đôi. Mà ma phỉ vừa chết thì trụ cột tâm lý quan trọng nhất của những hắc vụ sư này lập tức sụp đổ. Mà niên cứu hãnh và tự phụ thảm hại sẽ khiến cho những hắc vụ sư mạnh mẽ tự xưng này phải xấu hổ. Mấy cái thần nhãi này giống ý như là ruồi không đầu vậy. Vì mình kích động như vậy mà cố ý bọn chúng lại làm lại trắng. Đối mặt với sự trì nã của Tha Bi ẩn thì cậu ta đã hạ gục chỉ trong một đòn. Hắc vụ sư giao tiếp về thờ thì đã giải phóng được pháp từ tất cả họ đều có khả năng tương thích về thờ. Máu thịt của họ, vật chứa về thờ tốt nhất là trong khi thức này cũng chỉ còn một chút là được. Mặc dù tôi không biết tại sao người đàn ông thần bí có đôi mắt rắn đó lại giúp tôi, nhưng mà cũng giống như là hắc vụ sư tiết gọn coi sổ trắng như là cọng rơm cứu mạng. Đây không phải là rơm cứu mạng của chúng tôi. Ngay cả khi đó một cái bẫy được dàn khéo léo trong mắt thì không có lựa chọn nào khác ngoài việc bước qua đó. Thiêu đi, hãy thỏa sức thiêu đi. Điều này được thực hiện thông qua nghi thức chàng. Nếu như hiệu quả hơn nhiều so với vận tích trực tiếp rút đi sinh mệnh trước đây của cậu. Lấy bản đồ cấu tạo, nạc kìm, đem theo cháy mọi thứ. Máu và sự sống là nhiên liệu mới nhất. Cậu sẽ mang tới cho họ những cái ác mộng và đau đớn. Đó chính là số phận của cậu. Người đàn ông thần bị đó dẫn dắt tôi hoàn thành việc hiện tế đầu tiên của tế đàn. Giống như là thơm cùi vào lửa, ê thờ vô hình bùng lên. Khi tôi tỉnh lại thì tôi đã châm một ngọn lửa và gây ra sự hoảng loạn ấn nạc kim. Rất nhiều pháp sư trong giáo phái đỏ, chỉ một vài ngày sau thì hầu như tất cả họ đều trở thành nhiên liệu. Nhưng đây chỉ là điều này là không đủ. Ngài ấy còn tôi phẩm nhiều hơn nữa. Ngài Harita, sát của các hát vụ sự đã sử dụng hết rồi. Ngài có muốn tiếp tục săn bắn? Số người còn lại trong giáo phái đỏ không nhiều. Tất cả đều phần tán chạy trốn rất khó bắt được. Đó cũng là một rủi ro lớn đối với chúng tôi. Đúng, đúng rồi. Ngay cả khi không có tư tợ của hát vụ sự thì vẫn còn tế phẩm. Cô có thể ngừng săn bắn. Chẳng bao lâu nữa thì cô sẽ không phải lo lắng về điều này. Tôi sẽ đảm bảo với cô. Ngài Horit. Báo cáo. Trì chủ đã phát hiện rồi. Cơ điểm của chúng ta trên phố 52 đã bị phát hiện. Cách bên này rất gần. Đã tới rồi sao? Quỷ chết tự. Nàng ta thực sự là một con linh cẩu còn gờ tởm hơn cả những hiệp sĩ trong tháp bí ẩn nữa. Ngay cả số 52 có nơi bị phát hiện. Nơi này không còn an toàn nữa rồi. Tìm cái này vào đi, Đa Cường. Đây là số phận của thợ săn sồi trắng. Sau đó thì cậu cũng không còn sợ hãi gì nữa. Teresa, bây giờ là lúc tương mệnh ngài Harris. Nếu như có thể cùng ngài hòa làm một thể, thật vinh dự biết bao. Chúc ngài thắng lợi, chủ nhân của tôi. Tất nhiên rồi, sói trắng sẽ không bao giờ chịu khuất phục. Tâm ý của cậu, tôi sẽ tận dụng nó thật tốt. Chi chủ, muốn tới thì cứ để cho bọn chúng tới đi. Thật trùng hợp căn cứ này vào mọi thứ ở đây cũng nên bị phá hủy. Tuy nhiên vì chúng đang đến đây, sau này thì chúng đừng nghĩ tới việc rời đi.
Cố lên Đa Cường. Những con nhện nhỏ này chắc chắn cũng là những quỷ diện tú. Đồ số 52. Lên đến này sao? Chàng trai xuất sắc đã nhiều lần thoát khỏi sự truy đuổi của tháp bí mật vây hồi chân lý. Nếu như mà trước đó chưa từng nhìn thấy đường hàm sâu không lường được này, thì người bình thường không thể nào tưởng tượng được là có một thế giới ngầm như thế này ở thành phố Thương Thành Nạc Kim. Ở độ sâu 50 mét lại có một không gian bí mật khổng lồ. Điều mà không thể ngờ được nữa là bên dưới cảnh tượng địa ngục tàn nhẫn vô đạo đức này, đây còn là hành vi mà có người có thể làm rồi. Mấy cái tiền cho chết số trắng đó bị điên hết rồi sao? Trước hết thì đó, mình đã nghe nói về những hành động xấu xa của số trắng, bao gồm các nhân vật thảm sát. Tuy nhiên mình không biết rằng bọn họ tập trung chặt xác như là lồ mỏ ở đây. Nhìn vào tình hình ở đây rõ ràng là hành vi đã được tiếp diễn trong một thời gian. Đây là, e rằng đây chỉ là một trong những căn cứ. Không rồi, vì máy dùng ý chí sắt thép xem xét tình hình ở bên trong căn cứ mà quên mất việc mai phục phía sau. Lần này e rằng là phải đối đầu trực tiếp rồi. Chỉ thử cẩn thận. Khải Y, có ta ở đây. Đừng nghĩ tới việc tấn công tiểu thừa. Thằng béo này, Khải Y, không sao chứ? Có thế nào rồi? Có bị thương nặng ở chỗ nào không? Bị thương như vậy còn phải dưỡng thương ít nhất là vài tuần mới có thể bình phục. Người không cần lo lắng. Bởi vì tiểu thư là chức trách nhiệm của ta. Ta không thể chỉ ngồi nhìn tiểu thư bị thương được. Thật xin lỗi, ta còn chưa đủ trưởng thành. Lần sau tuyệt đối sẽ không để lại thuộc hạ của mình bị thương vô ích thế này nữa. Kiên trì chút đi. Ta sẽ phái người đưa ra phía sau. Chuyện còn lại cứ giao cho ta. Mấy người các người đưa Khải Y trở về căn cứ chưa thường. Nhớ là phải chú ý an toàn nhé. Rõ, thưa thủ lĩnh. Là cảnh báo của ý chí sắt thép. Cẩn thận, chạy mau. Là nó công thành. Lôi nó dùng đột phá tình trụy hồi xưa. Ở đây nguy hiểm quá, mau lên. Tuân mệnh. Đó là phù vàng mũi tên xét của Bạch Vũ Sư. Không tốt. Ây da. Chết tiệt. Harry. Quý đại tiểu thư đã lâu không gặp. Ngươi tựa hồ là trở nên mạnh mẽ hơn. Vận khí của người thật là tốt, có thể hoàn toàn không chỉ lý trí huyết dịch. Đó là sức mạnh mà chủ sách cho người sau. Đáng tiếc nếu như không phải là tình huống không cho phép thì ta cũng muốn một lần đi bái phỏng, đi thăm vị kia. Tuy nhiên giờ điều này không còn quan trọng nữa. Ta nghĩ hiện tại cũng không có biện pháp để giúp người. Không phải sao? Trạng thái của nhân tờ sàng rõ ràng là không bình thường. Người đối với thuộc hạ của mình đều đã làm cái gì rồi? Chỉ là một thủ đoạn nhỏ thôi. Dùng lượng máu ồ ớ ở nồng độ cao để cho tinh thần của họ trở nên điên cuồng. Đồng thời nó mang lại cho họ sức mạnh gấp nhiều lần so với trước đây. Điều này có thể khiến cho họ tỉnh táo trong một thời gian ngắn khi biến thành thu già thú. Cái giá phải trả là một cái tinh thần bị chạy loạn, suy nhược. Thân thể cũng sẽ chết bất đắc kỳ tử. Và ảo giác cũng sẽ là nỗi đau thường. Như là sắp chết đã cho họ một ý chí vô song. Miễn là chúng ta có thể hành động, thì chúng sẽ là những cô máy giết người hiệu quả nhất. Người không cảm thấy là đang bị châm chọc sao? Vì đại tiểu thư này, người cũng có thể dễ dàng có được sức mạnh đó, nhưng mà cái giá cần phải trả là phải đánh đổi bằng cả mạng sống. Thế giới này chính là không có bằng như vậy, không phải sao? Người còn dám nói, không phải là không công bằng ở đây.
Không phải chính người đã giết những thợ săn này ư? Sau khi giải quyết được ngọn nguồn của tội ác thì ngươi đã gây ra, thì tự nhiên mô tả món quà này tới những người thợ săn đã chết oan uổng đó. Trông ngươi thật là khó coi, Harith. Đừng nói bây giờ ngươi đã tập hợp những người còn lại để đối phó với ta đây nha. Thật là vinh hạnh cho ta quá. Rốt cuộc thì ngay cả tháp bí mật cũng không có loại đãi ngộ này. Tổ chức thợ săn nhỏ của tôi thì mới được thành lập chưa đầy một tháng, quả thực là có chút mặt mũi lớn hả? Miệng lưỡi trở nên sắc bén gớm hả? Nhưng mà điều này cũng không thể nào thay đổi vận mệnh của người. Chỉ đã đến nước này thì ngươi và ta không còn đường lui. Chỉ sau một trận chiến thì giữa ngươi và ta, người sống sót cuối cùng sẽ đại biểu cho tương lai của người thợ săn. Đừng có mà nói chuyện một mình ở đó nữa, đồ dì giáo. Bây giờ là lúc hai ta giải tỏa thù hận của nhau rồi. Chuẩn bị chết chết đi, Harry. Ngon thì nhào vào đây, quý đại tiểu thư. Không thể đợi thêm nữa, ta chỉ xé xác cổ họng mềm mại trắng nõn của người. Máu của người chắc hẳn là mùi vị rất thơm ngon. Thú, cùng thú chìm giết, ăn miếng thì trả miếng, lấy máu thì nợ trả máu, không chết không ngừng. Trong trận vi chiến với Harry thì ta tin rằng mình có thể đương đầu và giành chiến thắng cuối cùng. Nếu như có gì bất trắc xảy ra thì ta chính là đã đánh giá thấp trình độ của đối thủ. Bây giờ đi châu, hắn là đã phát động cuộc tổng chiến lực với sổ trắng. Những tòa sàn khác, những người vừa lấy được ly tri máu không đầu, lại không đủ sức mạnh để đối phó được với những con sổ trắng sử dụng máu ô uế để phát huy tối đa sức mạnh của mình. Nếu như mà chúng ta trực tiếp, thủ hạ của mình có thể bị thương vong nặng nề. Và mình sử dụng toàn bộ sức mạnh lao vào chiến đấu mà không lường trước được điều này. Mình có thể nào trốn tránh trách nhiệm về những thương vong đã gây ra. Một, nhìn lên, mau ra khỏi đây. Thủ lĩnh phải được thông báo về những chuyện đã xảy ra ở đây. Nhưng kể đến từ sói trắng thật là điên rồ. Nếu như không có đội trưởng thì ta e rằng ta đã chết ở đó như những người khác rồi. Vốn dĩ chúng ta đi theo đội trưởng cùng địch nhân chiến đấu hết thảy đều còn tính là thuận lợi. Tuy nhiên, có một số lượng lớn những thứ không giống với con người từ khắp nơi đã đổ ra đột nhiên nhanh chóng xuất hiện xung quanh. Nghĩ lại thì chúng ta đã bị bao vây rồi. Vì chúng ta không thể chiến đấu chống lại những con quái vật đó, cho nên chọn mấy chốc thì tình hình trận chiến biến thành một cuộc thảm sát nghiêng về một phía. Ngay khi ta sắp bị giết bởi chúng, đi mau, ta sẽ giữ trong bọn chúng. Chúng ta không thể thi sinh của mọi người trở nên ôn phí. Ít nhất thì mọi người trong số chúng ta phải được sống sót. Mặt ngoài là ti đề là người mau lập tức rời khỏi nơi này và đi tìm thủ lĩnh. Nhưng mà đội trưởng người, người không cần lo lắng về tình hình của ta. Ta là đội trưởng số 1 của trì chủ, y tư lập gì các nhĩ. Đừng có nói đến việc chặn một kẻ thù, thậm chí hại gốc tất cả cũng không thành vấn đề. Chạy về hướng đó ngay. Hãy nhớ đừng có dừng lại. Ta xin lỗi đội trưởng, về sau ta sẽ không bao giờ đổi đôi mắt của người kỳ quái nữa. Người nhất định phải an toàn nhé. Đội trưởng, yêu đuối, thật sự quá yêu đuối. Đây có phải là trì chủ mà ông chủ Harry kiên kỳ không? Lẽ nào chỉ có như vậy thôi sao? Người tới lại, tránh xa đội trưởng ra. Vô dụng thôi. Hứ, yêu quá, yêu quá, yêu quá, yêu đến nỗi mà giết người. Thứ năm rồi mà vẫn còn ngáp buồn ngủ. Ta đã mong đợi cái trận chiến ngang tài ngang sức. Xem ra ta phải đi tìm quý đại tiểu thư kia chơi đùa một chút xem sao. Người phải cảm thấy vinh hạnh quá. Tiêu mỹ nhân được chết với tỷ của bà nhí đại gia thì một thợ săn cấp hoảng loạn, người nên cảm thấy may mắn. Ngay cả cái lộ mặt hàng này mà ta cũng phải tự mình ra tay. Lão Harry kia có phải là không nên suy nghĩ nhường chỗ cho ta? Ây dồ, tại thời điểm ta không để ý thôi
mà ngươi đã sử dụng dây thép để tạo thành một kết giới sao? Cái này có chút thú vị. Hiện tại, phạm vi trong bán kính 20 mét đã nằm ở trong tầm kiểm soát của ta. Nên nhiều người không muốn bị thương thì hãy để tao vào đội trưởng rồi đi. Đồ ngu, chỉ bằng cái ngươi muốn làm ta bị thương bóng đầy da sao? Phá hủy những sợi dây mỏng manh này không cần ta ra tay. Giao lại cho người đó, khắc lạp lạp. Dở như ăn bánh. Thủ pháp xoay dây hoa không tệ, nhưng mà là người trông cậy vào việc dùng thứ đồ chơi này đã đả thương người yêu. Chết cười mất thôi. Ta khá thích tiểu nha đầu này, ta lấy về chơi cái được không ba nhỉ? Không được, bóng đại gia coi trọng người trước rồi. Sao hả? Nếu như ngươi nguyện ý trở thành đồ chơi của bổn đại gia mà nói, thì thả ngươi cùng với đội trưởng mắt cá vàng của người một con đường sống cũng không phải là không được. Nên đi hà, nói một vài lời dở nghe tới lấy lòng bổn đại gia sao? Cậu y chồng bớt mơ mộng đi. Có vẻ như người thật sự chưa hiểu vào hoàn cảnh của mình làm gì. Vốn dĩ định chơi chán rồi thì có thể để cho ngươi vui vẻ chết đi. Nhưng mà giờ nghĩ lại thì như vậy cũng không tốt lắm. Cờ tiếp thì đem cắt lưới nói năng linh tinh này. Cái này không phải là bị thương sao? Đội trưởng, người vui vẻ, người muốn chết nhìn chúng. Khá là bà, nữ nhân này tặng cho người ti tiền chơi đi. Tao vui đủ với nam nhân kia một chút. Được rồi, người nói chuyện tay xong cho ta cảm thấy không còn mệt nhọc nữa đi. Tao muốn tra tấn nàng ta 7 ngày 7 đêm, kiến thức tốt nhất cả đời này của ta. Không cần, cứ tiếp tục như vậy với ta cũng tốt, đội trưởng cũng tốt, cùng nhau chết ở chỗ này. Ta làm gì đây? À đúng rồi, trước khi hành động thủ lĩnh đã nói qua, tất cả những chuyện này đều là sắp xếp của vị kia. Có lẽ là sự tồn tại của chúng ta không đáng kệ đối phó với vị đó. Nhưng mà nếu như hắn hoàn toàn tri vạn nàng thì nghĩ nhìn nơi này một chút. Làm ơn đó, dù chỉ một chút đội trưởng cũng được, làm ơn hãy cứu lấy ngày ấy. Tìm được rồi, chính là ngươi ở chỗ này làm ồn hả? Năng suất làm việc của những kẻ đến từ hiệp hội chân lý cực thấp. Chỉ khi ta có mặt thi quá trình mới được thông qua. Những ngày qua đã khiến ta bực mình rất là nhiều. Cuối cùng thì ta đã hoàn thành được quá trình ngày hôm nay, vốn tưởng rằng có thể ngủ một giấc ngon. Nhưng mà bây giờ giấc ngủ là ưu tiên hàng đầu của ta, nhưng là bị người phái quấy rầy. Đối lại là người, người có nhìn nổi hay không? Nhưng mà ta thì không nhìn nổi. Hơn nữa thì đêm rồi lại còn không đi ngủ, chỉ tới con hẻm nhỏ này giết người, còn ồn ào tới mức mà khiến cho người khác không thể nào nghỉ ngơi. Người có chút không có phép tắc nào à? Người có chút phép tắc nào không? À, kỳ quá gì thế? Người có ngủ hay không thì có liên quan méo gì tới ta chưa? Ngược lại là người đấy. Bởi vì cái lỗi lý do này mà chạy tới quấy rầy hứng thú của lão già ta giết người. Người chán sống rồi có phải không? Trớ hỏi ngươi một chút, ngươi rốt cuộc là ai? Không là ai cả. Chỉ là một gã thợ săn độc hành lang thang thôi. Thợ săn độc hành. Đúng là thật là quá mất cười. Thợ săn độc hành đâu đến đây hết rồi à? Người đến đây đó gây cười vậy sao? Thợ săn độc hành chỉ là nhân vật nhỏ bé ở vùng biên giới, không thể nào lăn lộn ở trong tổ chức. Người độc hành thợ săn thì có tình làm được cái gì chứ? Độc hành thợ săn cái gì cũng đều không làm được. Tổ chức à? Tổ chức thợ săn số 1 ở thành phố Nạc Kim ngồi trơ tri chủ thì mới nổi ra thì chỉ có con sói trắng đã hấp hối thôi nhỉ. Mùi máu động vật không thể nào che hết trên toàn cơ thể, cộng thêm thái độ kiêu ngạo này, nhìn có vẻ như ngươi là thợ săn sói trắng. Nhìn trực tiếp thế này thì quả đúng là danh bất hư truyền, quả nhiên là chỉ có thể cảm thán. Hai cậu chiến binh cấp độ hoảng loạn, ba vậy thất bại, hai tầng binh cấp độ bất thường, thật sự là mớ man tầm mắt à nha. Ý của ngươi là gì? Ngươi đến đây đó bắt lỗi đúng không? À không không không, ta tới nơi này chỉ là vì muốn xác nhận lại một việc. Nếu như ngươi đã làm ồn mà muốn cho nơi này yên tĩnh trở lại, ta đã so sánh là làm thịt bên nào nhanh hơn một chút.
Nhưng mà hiện tại có vẻ như không cần nữa rồi. Tuyệt lắm, người thật sự là không tới để tìm lỗi, mà người tới đây đã tìm cả chết.